Chương 1 nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi, Oản Oản cảm thấy cả người toàn thân mệt mỏi buồn ngủ không tả nổi. Duỗi cánh tay ra, ngáp dài một cái chảy cả nước mắt, vẫn coi như tao nhã mà duỗi lưng một cái. Không để ý đến một thân váy dài tối màu, Oản Oản nhoài người nằm lên bệ cửa sổ đã có chút cũ sờn, chống cằm, vô cùng nhàm chán nhìn xuống đường hiện tại là buổi sớm tinh mơ, bầu không khí không đục ngầu hỗn loạn như buổi chiều, mà thoang thoảng còn nghe được mùi hương giống như hoa quế lúc ẩn lúc hiện, nhưng tai lắng nghe. Cả con đường ngoại trừ tiếng chim bay vút qua, bỏ ngoài tai vài câu đôi co cầu nhàu, cũng chỉ có tiếng nhẹ gõ cửa của vài tiểu thương giao thực phẩm. Cùng với thanh âm có kè mặc cả qua lại của người mua kẻ bán ở lầu quán ánh mặt trời vừa ló dạng không gay gắt khó chịu như buổi trưa mà mềm mại nhẹ nhàng chiếu lên mặt khiến cho Oản Oản vốn đang buồn ngủ lại càng uể oải hơn. Mùa hạ đang tới gần nhưng may mắn là ở phía Bắc thời tiết cũng không nóng lắm, ít nhất giấc ngủ ban đêm không bị ảnh hưởng, chẳng qua là Oản Oản bĩu môi, biện pháp cách âm ở nơi này thật sự rất rất làm cho người ta không nói được lời nào còn gọi cái gì là khu xa hoa bậc nhất cmn cứ như đang trực tiếp ở hiện trường ấy làm hại nàng mấy ngày liên tục ngủ không ngon còn không bằng cả ký túc xá tập thể trước đây nữa hơi quay đầu đi để ánh mặt trời không thể chiếu thẳng đến đôi mắt dư quang đảo qua trên bàn trang điểm bên cạnh sạp trên tấm gương đồng mờ ảo giờ phút này đang hiện ra một bóng hình lục nhạt xinh xắn Oản Oản quay đầu nhìn chằm chằm cái bóng màu xanh lá kia, có chút sợ run. Thỉnh thoảng nàng vẫn chưa quen được, mặc dù biết rõ người trong gương là nàng, nhưng dù sao vẫn khiến nàng sững sờ vài giây mới có thể phản ứng kịp. Nàng không rõ lắm diện mạo hiện tại của mình ra sao, chỉ là căn cứ vào người nhà và nô bộc cùng với lão bản của nơi này mà phán đoán cũng xem như là một mỹ nhân chỉ tiếc tuổi quá nhỏ tuy đẹp cũng bất quá là một lô ly khiến nàng chẳng vui nổi ngẫm lại thì dây thần kinh của mình phỏng chừng cũng to như chân voi rồi lúc vừa mới xuyên không thì kích động hưng phấn nhưng sau lại chuyển thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng khi nhớ được mấy đời tiền kiếp của mình trong hơn nửa năm qua ký ức cùng nỗi sợ này cũng đã từ từ từng chút từng chút phai mờ đi còn lưu lại chỉ như câu chuyện xưa về sự cúi đầu nhẫn nhục chịu đựng cùng với tương lai tối tăm mờ mịt mà thôi oản oản biết bản thân mình không phải là người tốt đẹp gì cũng biết tính tình của mình điên cuồng và cố chấp nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng những điều này lại là nguyên nhân gốc rễ của chín kiếp đau khổ của nàng trong kiếp đầu tiên nàng trải qua nàng là một người xứng đáng với cái tên thiên tri kiều nữ con gái của trời được cha mẹ yêu thương có gia tộc thịnh vượng nhưng vận mệnh lại không tốt một mực khăng khăng đi yêu người không nên yêu tính cách thì lại hiếu thắng đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là nàng căn bản không phải là nữ nhân vật chính của một kiếp kia vì thế khi định mệnh của nam chính là nữ chính kia xuất hiện cũng là lúc bắt đầu bi kịch của nàng oản oản không nhớ rõ lúc đó mình vì nam nhân kia đã giết bao nhiêu người cũng không nhớ được làm thế nào mà nàng có thể gả cho hắn thậm chí ngay cả bộ dạng của đôi cầu nam nữ kia nàng cũng mơ hồ không nhớ rõ nhưng điều duy nhất nàng có thể nhớ rõ đó là khoảnh khắc cuối cùng khi nam nhân kia cầm thanh đao sắc lạnh như băng đâm xuyên qua trái tim nàng cái loại cảm giác đó khiến nàng thật sự chán ghét sâu đậm Nàng đấu thua và số phận cuối cùng của kẻ đối địch với nữ nhân vật chính, kết cục không cần nói cũng biết. Vật hy sinh là phân bón để nuôi dưỡng cho tình yêu vĩ đại tuyệt đẹp và nổi bật như một đóa hoa quý của đôi nam nữ chính, huống chi nàng lại là nhân vật phản diện. Nữ nhân xấu xa bị cô lập hoàn toàn, bị mọi người xa lánh, lưu lạc phong trần, lại còn chết oan chết uổng, đây có lẽ là cốt truyện được người đời yêu thích nhất rồi nhưng, những tưởng hết thảy những yêu hận tình thù, đều theo một đao kia mà biến mất, lại không ngờ rằng, tám kiếp sau đều vì vì bịch của một kiếp đó mà phải trả giá, một bước vào kỹ môn, cửa thanh lâu. Thâm sâu như biển, quả nhiên là không còn đường vào bờ. Xoay người vén làn váy lên, oản oản bước lên sạp được chảy bồ tịch sau, ngồi quỳ trước bàn trang điểm, giơ tay kéo ra một chiếc hộp sơn mài màu hồng đào nhìn một ít son sáp màu phấn hồng nhàn nhạt đựng bên trong ngửi thấy được mùi hương dịu nhẹ thanh khiết như hoa sen kia tâm tư lại một lần nữa phiêu tán nàng tựa hồ vẫn luôn rất quen thuộc nhuần nhuyễn thậm chí là có phần chuyên nghiệp làm loại công việc rất có tiền đồ này trong chín kiếp kia bất luận là đấu tranh vùng vẫy như thế nào có xuất thân ra sao cuối cùng cũng đều rơi vào hoàn cảnh tương tự sao bồ tịch chiếu được bệnh từ cỏ hương bồ nàng đã từng là thiên kim tiểu thư từng là con gái nhà nông từng là vũ cơ từng đi bán đậu hủ thậm chí từng là con gái riêng của hoàng đế tiểu thiếp của đại thần chính thề của tiểu quan ở mỗi kiếp nàng đều chết sớm ngoại trừ kiếp đầu tiên bị người mình yêu giết chết thì những kiếp còn lại không phải bệnh hoa liễu thì cũng là âm mưu tính kế cướp của giết người hoặc là là bị người ta mua đi bán lại, không thích ứng được với thời tiết mà chết nơi đất khách quê người. Kiếp vừa rồi của nàng rõ ràng là làm một kỹ nữ cao cấp, trở thành tình nhân của một vị chính khách nào đó, nhưng bị người ta ngộ sát, một phát súng lấy mạng xuyên không tới đây. Oản Oản nghĩ rằng có lẽ đây là một đời cuối cùng của nàng rồi, không phải người ta thường nói chết đi liền tan thành mây khói sao? nếu không tại sao ông trời còn muốn sắp đặt cho nàng xuyên không đến kiếp này lại còn để cho nàng nhớ được những việc trải qua ở mấy đời trước không phải mọi người đều nói trước khi biến mất vĩnh viễn thì tất cả chuyện cũ đều hiện lên trong trí óc như đèn kéo quân hay sao nhân quả báo ứng luôn luôn đều phải tính toán rõ ràng thở dài xoay người nằm sấp lên sạp nghiêng đầu ngắm nhìn đám mây trắng lơ lửng bồng bềnh trên bầu trời ngoài cửa sổ cảm thụ được ánh dương ấm áp nàng thật sự rất mệt mỏi không muốn tranh giành cái gì nữa cũng không có khí lực đấu với ông trời nữa như vậy cũng tốt cứ chết sớm như vậy đi sau đó hoàn toàn tan biến mất nàng cũng có thể được nghỉ ngơi rồi Cô nương, người sao mà chưa dậy sao? Tấm cửa trượt phát ra tiếng két ma sát oản oản, không ngẩng đầu cũng biết được là ai vào. Tử Hộ chào buổi sáng. Oản oản nằm nghiêng người sang, mặt hướng xuống dưới nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó đi tới bên người nàng, nghe như là đang thu dọn giường chiếu cho nàng cô nương chào buổi sáng nên rửa mặt rồi tối hôm qua ngủ có ngon không tấm cửa trượt lại mở ra tiếng nói phát ra từ tiểu nha đầu quất diệp đưa nước đến đang đứng chờ ngoài cửa người cảm thấy ta ngủ có ngon không say người lại mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có mặt là hướng lên trên quả nhiên trong chốc lát một mảnh khăn ấm áp phủ lên mặt mềm nhẹ lau lau quen được thì tốt rồi, tử hộ kéo tay áo lên, lau tay của oản oản sạch sẽ rồi mới vẫy quất diệp tiến vào dọn chậu nước. Đúng vậy à, thói quen. Quen được thì tốt rồi. Nàng làm sao có thể không quen được, hôm qua phu nhân nói với ngươi chuyện gì vậy? Oản oản mở mắt ra, không buồn động đậy, quay đầu nhìn tử hộ đang quỳ ở một bên, bình tĩnh hỏi. Cô nương tháng sau sẽ 15 tuổi rồi. Vẻ mặt Tử Hộ thoáng hiện chút thương cảm, nhưng vẫn cúi đầu trả lời. "Đúng vậy, 15 rồi." Oản Oản nheo mắt lại, giơ bàn tay che lại tia sáng từ ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vì thế mà hiện lên sáng rọi như ngọc lưu ly. Tử Hộ lặng lặng quỳ một bên, không nói gì. "Tỷ tỷ của ta gần đây có gửi thư không?" Oản Oản thu tay về, xoay người ngồi dậy, Tử Hộ bước lên trước sửa sang lại vạt áo cho nàng không tử hộ thành thật trả lời lại vội vàng bổ sung thêm chắc do đại cô nương tương đối bận rộn quá đấy thôi đúng vậy a à, bề bộn nhiều việc oản oản nở nụ một cười hết sức lãnh đạm thấp giọng nói bận đến mức phụ thân bị chém đầu tỷ ấy cũng không đến tử hộ vờ như không nghe thấy đỡ oản oản đứng lên lại quỳ xuống sửa sang lại vạt áo cho oản oản sau cùng cầm một cái túi thơm lên treo ở bên hông oản oản Lúc này mới đứng lên bước xuống sạp đi đến cạnh cửa, chủ động kéo tấm cửa trượt ra. Bên ngoài cửa Quất Diệp thấy thế liền vội tiến lên cúi chào, chờ Oản Oản ra cửa phòng rồi mới kéo tấm cửa đóng lại, canh giữ ở ngoài cửa. Oản Oản đi theo Tử Hộ, đi đến đầu bậc thang. Kiến trúc nơi này thiên về thời kỳ Hán Đường của Trung Quốc, đương nhiên cũng không hoàn toàn giống vậy. Phần lớn cửa phòng ngủ đều là dạng cửa kéo đẩy, gọi chung là tấm cửa trượt một kết cấu dàn khung bằng gỗ theo hình caro, mặt trên dán vải thô thật dày, cũng có lúc sử dụng lụa thô, vì lúc này giấy vừa mới xuất hiện, còn thuộc loại vật phẩm quý giá đắt tiền. Trên mặt đất phần lớn là được lót gạch nung hình vuông hoặc hình chữ nhật, vì không có trần nhà, nên những gia đình tương đối giàu có hay dùng vải bố dày rộng treo trên xà nhà, gọi là thừa trần. Phòng ốc được bày biện rất ít đồ đạc, đối diện cửa là một chiếc giường gạch lớn, hai quanh giường đặt một tấm bình phong trên mặt vẽ hoa sen, bên cạnh giường đặt một cái bàn nhỏ. Buổi chiều tối trải đệm ngủ, ban ngày lót chiếu hương bồ, đặt một cái bàn nhỏ lên để đọc sách hay làm việc gì đó, lúc cần dùng bữa thì đem bàn ăn đặt ở mép giường rồi quỳ dùng bữa hoặc là bày đồ ăn ngay trên bàn nhỏ trên giường, ngồi trên giường dùng bữa vì phòng không lớn cho nên bên phải giường lớn chỉ đặt một cái sạp đôi giường nhỏ thấp trên sạp lót hai tấm chiếu hương bồ bên trên đặt bàn trang điểm bốn góc chiếu theo quy củ đặt bốn con thú nhỏ bằng đồng để chặn lên chiếu gọi là áp tịch bởi vì oản oản không thích người khác lên giường của mình cho nên đặc biệt đặt một cái bàn nhỏ ở trong góc chung quanh lót chiếu hương bồ để thuận tiện chiêu đãi khách khứa vòng qua thang lầu, đi xuống tầng một, các cửa phòng đều khép chặt, chắc hẳn người ở bên trong còn chưa thức dậy, chỉ có vài tiểu nha đầu lạ mắt đang cẩn thận quét dọn khắp nơi. Đi theo tử hộ đến một cái cửa, tiểu nha đầu đứng hai bên nhanh nhẹn vén rèm lên lại có hai tiểu nha đầu ở bên ngoài cầm giày tiến tới, quỳ trên mặt đất thật cẩn thận mang vào cho oản oản và tử hộ. Mang giày vải vào, đi cầu thang xuống nhà chính, lúc này mới xem là bước trên mặt đất trải đá xanh nghe bên tai thanh âm cộp cộp của guốc gỗ đạp lên mặt đá, tựa như thời gian lại quay về kiếp trước, tại nơi thành phố ven biển kia. Cô nương vẫn không thích mang guốc gỗ sao? Tử hộ nép hai tay vào trong tay áo, nghiêng đầu cười nói. Sợ té ngã, oản oản lơ đễnh nói, trước khi nàng chưa tới nơi này, ở nhà ngoại trừ bít tất, ra cửa đều mang giày vải lụa, ngay cả ủng ra cũng rất ít đi, loại guốc gỗ này, các nam nhân đều thích đặc biệt là mấy ông anh họ kia của nàng cô nương vẫn nên tập đi cho quen bằng không trời đổ mưa tử hộ cúi đầu nhìn đôi giày vải của oản oản một chút người cũng không có nhiều giày để đổi đâu ừ oản oản không thèm để ý khẽ nói tử hộ thấy thế cũng không nói thêm nữa không khí nhất thời yên tĩnh xuống hai người vẫn một mạch đi thẳng đến trước bố cục của nơi này xây theo kiểu chữ khúc quy sân trong có lớn có nhỏ lấy cửa và hành lang gấp khúc làm nền nơi mà các nàng ở khá sâu phải đi qua một hành lang gấp khúc sau đó lại dễ phải đi một đoạn khá xa mới có thể đến tiền viện bên trái còn lại là một khu vườn lớn hữu sơn hữu thủy cũng coi như là phong cảnh đẹp nhất nơi này dọc theo đường đi ngoại trừ những người lau chùi dọn dẹp hầu như không gặp được ai oản oản vừa thưởng thức phong cảnh hai bên hành lang vừa lo lắng lát nữa phải đối đáp thế nào xem ra cuộc sống sau này của nàng đừng mong được thanh tĩnh tử hộ tỷ tỷ tới rồi. Cuối hành lang gấp khúc, rẽ phải, qua một chiếc cổng vòm, bước trên một tấm thảm thật dài, còn chưa tới cầu thang trước của nhà chính, hai tiểu nha đầu đã đi dọc theo hành lang nhà chính bước tới. Ừ phu nhân đã dậy chưa, bước lên cầu thang, cởi guốc gỗ ra, tử hộ tự mình hầu hạ oản oản cởi giày vải, rồi sau đó xoay người về trước hỏi thăm. Đã dậy rồi, vừa rồi còn hỏi oản oản cô nương nữa hai tiểu nha đầu khoảng trên dưới 12 tuổi, y phục một đỏ một vàng, thanh tú động lòng người, khiến người ta vừa nhìn liền thích. Cô nương, chúng ta đi thôi. Tử hộ gật đầu, xoay người cười nói với Oản Oản. Ừ, Oản Oản cũng cười cười, đưa tay gập vào trong tay áo, vuốt vạt áo dài buông xuống, khẽ hơi khom người, đi về phía trước. Ba người còn lại cũng vội bước lên theo sau, hai người phụ trách dẫn đường, một người đi bên cạnh oản oản len lén ngửa đầu xa xa phía trên hành lang một dãy xà nhà nối liền được sơn ba màu đỏ vàng lam lộ ra một phong cách cổ xưa không nói nên lời căn cứ theo màu sơn đỏ trên cột có vẻ như nước sơn còn mới đầu cột còn có đấu củng sao xung quanh vẫn yên lặng như tờ chỉ có âm thanh của đôi tất dưới chân tiếp xúc với mặt sàn gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng sao đấu củng một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chia ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu, sao 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 tác giả có lời muốn nói. Về chướng tử, vách ngăn, trong chuyện, mỗ nhụy cũng đã tra qua tư liệu, Trung Quốc đời Hán thậm chí đời Tần đã có loại cửa trượt này rồi. Mà loại thôi lạp môn cửa kéo của Nhật Bản cũng hoàn toàn là truyền tới từ Trung Quốc, vì thế bọn họ lấy tên thôi lạp môn cửa kéo từ cái tên chướng tử, vách ngăn theo chữ Hán được rồi. Mỗ nhụy muốn nói, kỳ thực rất nhiều đồ vật của Nhật Bản đều xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm sạp, chiếu, quốc gỗ vân vân, thậm chí cả kimono còn có cả đậu phộng. Bọn họ lại còn gọi là đậu Nam Kinh bó tay l đương nhiên trong chuyện cũng có vài thứ nhưng bởi vì tư liệu không được đầy đủ nên sẽ có hơi chênh lệch với lịch sử bất quá đây là thời đại không có thật trong lịch sử mà cả nhà cũng đừng so đo nhiều quá đại khái chủ yếu là văn hóa của hán đường đời hán thì nhiều hơn một chút giống to khảo cư đảng sao thối lui a à, sao khảo cư đảng cách nói của việc tra tìm tư liệu editor trong chuyện mình sẽ gọi chung là cửa trượt hết nhé. Chú thích, một đúng như tác giả nói, cửa kéo truyền thống Nhật Bản có nguồn gốc từ Trung Hoa. Cửa gập hay cửa trượt Trung Hoa mà chúng ta biết ngày nay có từ thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Tuy nhiên, cũng có tài liệu cho rằng nó có từ triều Đại Châu thế kỷ 4, 3 trước công nguyên cũng thật thú vị khi những bức họa về tấm cửa trượt lại có thể tìm thấy trong các ngôi mộ từ triều Đại Hán, năm 200 trước công nguyên đến năm 200 sau công nguyên. Nhưng, chính tại Nhật Bản mà tấm chắn này đã phát triển thành những kiểu dáng nổi tiếng như ngày nay, hay kháng. Còn gọi là giường đất, giường gạch, giường ấm, được người Trung Quốc ở phía Bắc hay sử dụng, giường được xây bằng gạch hoặc đất, ở phía trong rỗng chừa một cửa nhỏ để đến mùa đông sẽ đem than đốt nóng trong đó, làm giường sưởi chống lạnh. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Phu nhân, oản oản cô nương đến. Thiếu nữ áo đỏ tính cách có vẻ nhanh nhẹn, không cần thông truyền, trực tiếp vén màn lên, gọi vào trong, xem ra là một người được sủng ái. Cô nương đến rồi, phu nhân đã hỏi cô mấy lần rồi đấy nghênh đón là một lão ma ma đã hơi lớn tuổi, cười một mặt đầy nếp nhăn, khi oản oản vừa tới nơi này có ra bái kiến, là trợ thủ đắc lực của phu nhân Giang ma ma. Đã để phu nhân đợi lâu, là ta thất lễ, oản oản vốn đã quen khéo mồm khéo miệng, vừa vào cửa, hành lễ cúi chào xong, liền nhiệt tình kéo tay Giang ma ma. Ôi chao, đứa nhỏ này thật nhu thuận. Giang ma ma che miệng, gương mặt hiền từ oản oản làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, những vị ma ma này, bất luận trải qua mấy kiếp nhưng khuôn mẫu vẫn không thay đổi. Biết thức thời thì ngon ngọt, cứng đầu ngang ngạnh thì sẽ khiến ngươi từ nay về sau không có xương cốt mà ngang ngạnh, tóm lại, bất luận nguyên bản ngươi như thế nào, chỉ cần bước vào kỹ viện này. Bọn họ đều sẽ có biện pháp biến ngươi thành bộ dáng mà họ muốn giang ma ma dẫn oản oản đi vào bên trong vòng qua hai bình phong theo hoa mẫu đơn qua một bình lư hương cổ đồng cán dài bên trong lại là hai nhà đầu vén tấm màn vải mỏng nhẹ của phòng lớn lên oản oản cúi đầu xuyên qua cổng vòm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ tỉ mỉ nàng thận trọng hơi khom người đưa tay khép lại nấp trong tay áo đặt lên giữa ngực và bụng đầu gối hơi nhún cúi đầu hành lễ nhỏ giọng nói xin thỉnh an phu nhân ừ ngồi đi trước mặt là một phụ nhân trung niên đang đưa lưng về phía oản oản quỳ gối trên sạp một tiểu nha đầu mặc áo hồng nhạt đứng bên cạnh nở nụ cười với oản oản chiếc lực ngà voi trong tay nàng không ngừng lại thuần thục đan sen lên xuống trong mái tóc đen như mực của vị phụ nhân còn có một tiểu nha đầu mặc áo lam nhạt đang nâng một tấm gương đồng tinh xảo hình tròn chiếu qua lại sau lưng của phụ nhân kia một khắc cũng không dám qua loa oản oản được ban ngồi, đứng dậy đi tới một tấm chiếu hương bồ đã được chuẩn bị sẵn, cũng không dám lên sạp, giang ma ma tự mình châm chén trà ngàn thảo cho nàng, oản oản không dám chậm trễ. Hai tay nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, lại chỉ nhấp môi một chút, rồi đặt lên bàn con bên cạnh, tiếp tục chờ lời giáo huấn. Mấy ngày nay chuyển đến lâm hà viện, vẫn tốt chứ? Phụ nhân vẫn không nhanh không chậm hỏi tốt lắm cảm ơn phu nhân tử hộ chăm sóc thật chu đáo oản oản liếc mắt đến chiếc cổng vòm bằng gỗ tử đàn không được phu nhân triệu kiến tử hộ cũng không thể theo vào chỉ có thể quỳ ở bên ngoài vậy là tốt rồi ngươi phải nhớ kỹ ngươi và những người bên cạnh không giống nhau không cần hạ thấp thân phận bọn nha đầu trong viện khác ngươi cũng không cần để ý tới nếu có ai bất kính cứ để tử hộ đi xử lý là được giàu gì còn có giang ma ma nữa nhà đầu áo hồng đã vấn xong búi tóc chỉ chừa lại một lọn tóc buông rũ trước ngực lại cầm lấy một cây châm rũ tua tỏa ánh vàng rực rỡ cài vào búi tóc chợt lóe sáng khiến oản oản nghiêng đầu dạ phu nhân không có người khi dễ ta oản oản ngồi khom người thi lễ một cái chỉ cần vào nơi này mặc kệ ngươi từng làm cái gì có thân phận thế nào cũng sẽ không khiến người khác kính trọng ngươi thêm vài phần chỉ cần ngươi có thể biểu hiện tài trí hơn người đó mới chính cái phu nhân coi trọng, chỉ cần được phu nhân quan tâm, cho dù ngươi từng là nha đầu nhóm lửa, bên cạnh ngươi cũng sẽ có hơn 10 nha hoàn ma ma đi theo. Chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ngươi. Đương nhiên, phu nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đối tốt với ngươi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đáng giá, ngươi cũng sắp 15 rồi nhỉ. Trong lòng oản oản khẽ động, đến rồi, dạ, phu nhân. À, Ngươi từng là nhị tiểu thư của phủ Vũ vệ tướng quân quy củ tất nhiên không cần phải nói rồi. Nhưng nơi này của chúng ta cũng không phải chỉ có quy củ là được. Dạ, phu nhân. Nhờ những kiếp trước ban tặng, mặc dù tầng lớp của mỗi kiếp cũng không giống nhau, cũng phần lớn là những thời kỳ không có trong lịch sử, nhưng kỹ viện bao giờ cũng tương tự như nhau. Có thể học được gì đó. Có lẽ nàng làm lại từ đầu hẳn là cũng sẽ không chịu khổ nhiều đi xuống dùng bữa đi, phụ nhân nghiêng đầu soi gương, tay nâng nâng búi tóc thản nhiên nói. Oản oản cáo lui, hơi cúi đầu, oản oản thu tay áo, cúi người hành lễ, rồi duyên dáng đứng lên, lui ra cổng vòm, vừa mới xoay người, lại nghe bên trong phu nhân lên tiếng. Vào nơi này, hết thảy những chuyện trước kia, phải quên đi bước chân oản oản hơi khựng lại thấp giọng thưa vâng rồi sau đó vững vàng đi đến cửa tử hộ cũng cúi đầu khom người đứng lên xoay người theo sau oản oản phu nhân dõi theo bóng lưng oản oản biến mất giang ma ma muốn nói lại thôi chúng ta đã vào trốn này không thể mềm lòng phụ nhân phất phất tay hai nhà đầu trang điểm bên cạnh lập tức buông vật dụng trong tay quỳ người cúi chào tiếp theo bước xuống sạp rút lui rời đi thuận tay buông rèm cửa xuống nhưng đáng tiếc là một đứa bé ngoan giang ma ma thương tiếc nói nếu là một đứa thức thời yên tâm biết giữ bổn phận ta sẽ không bạc đãi phụ nhân câu môi ngắm nhìn gương mặt vẫn còn dư lại nét thướt tha thùy mị nhẹ giọng nói oản oản trở về phòng mình rất nhanh tử hộ liền dẫn người bưng đồ ăn sáng tới ẩm thực của nơi này vẫn rất lạc hậu, ngoại trừ trưng hấp thì là luộc nấu, rất ít có món xào, nếu có thì cũng dùng toàn mỡ lợn, thịt nhiều hơn rau, khó tránh khỏi béo ngậy. Cũng may oản oản tới nơi này đã hơn nửa năm, cái gì nên thích ứng thì cũng đã thích ứng được đa phần. Nhưng Duy chỉ có việc quỳ ăn cơm mà còn phải là ăn tại trên giường, thường khiến cho nàng đau đầu mấy đời trước của nàng phần lớn đều ở cổ đại nhưng cũng không có triều đại nào na ná như đời hán đường này mà phần lớn đều là triều minh sau này có bàn có ghế kiếp trước thì càng không cần phải nói thời hiện đại cực kỳ tiện lợi bất quá oản oản cũng chú ý tới nơi này dù sao cũng là nơi không có trong lịch sử ít nhất nàng cũng chưa từng nghe qua trung quốc cổ đại có quốc gia nào tên là nước thần nước khởi nhưng vô luận như thế nào nàng đã đến đây rồi chỉ cần không chết cái gì cũng không quan hệ tới nàng cô nương dùng xong rồi tử hộ đứng một bên thấy oản oản ăn đã được kha khá liền tiến lên hỏi ừ dọn đi thưởng cho họ ạ à. tử hộ vẫy quất diệp và đào diệp tiến vào quay đầu hỏi thưởng đi oản oản không không quan tâm nói đây là quy củ trong lâu mình không ăn có thể thưởng lại cho hạ nhân coi như là thu mua lòng người đương nhiên đãi ngộ này cũng phải là được sủng ái mới có bằng không bản thân ăn không đủ no thì lấy cái gì thưởng người khác quả nhiên quất diệp và đào diệp lập tức vui sướng những tiểu nha đầu như các nàng mỗi ngày trừ bỏ được phát một chút mì bột gạo những món khác hầu như đều không có chỉ phải ngóng trông được rơi vào tay chủ tử tốt một chút, để lại cho chút cơm thừa canh cặn, so với những người hơn tuổi ăn cũng nhiều hơn. Oản Oản không nhìn những ánh mắt cảm kích này, nàng bất quá chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi, huống chi những cái gọi là cảm kích này, chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như nàng thất thế, sợ là không ai nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi không chút hình tượng nhoài người nằm trên giường ấm theo thói quen lại dùng tay che lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ tuy rằng nàng không nhìn rõ gương mặt mình lắm nhưng nàng tự thấy da thịt của bản thân khác với người thường trắng nõn non mềm có hơi trong suốt ví như hiện tại dưới ánh mặt trời nhìn như thủy tinh thật sự là một ưu điểm tốt để làm trong nghề này a à, oản oản nhỏ giọng lẩm bẩm cô nương nói gì ạ à? từ hộ vén vạt áo ngồi quỳ ở bên giường chuẩn bị tấm phản lót không nghe rõ không có gì buổi chiều có phải sư phụ đến đúng không oản oản thu tay lại ánh mặt trời lập tức chiếu lên mặt khiến nàng không thích ứng mà nheo mắt lại dạ cô nương phải bắt đầu học múa tử hộ cúi đầu nói, lúng túng nhìn oản oản, ở nước thần, con cái trong gia đình tử tế thường không học múa, mà phần lớn là những nữ tử có thân phận nhạc tịch một, còn những quan kỹ như oản oản. Ngay cả nhạc tịch cũng không bằng, là thân phận tiện tịch, hai, đến chết cũng không bỏ được. Một, nhạc tịch. Một chế độ tầng lớp bắt đầu từ cuối thời Bắc Ngụy đến đầu những năm ung chính thời Thanh, ý chỉ những thê nữ của tội nhân, tù binh, được nhập vào danh sách tầng lớp hạ lưu làm công việc múa hát mua vui cho thế gian bị xs kỳ thị và áp chế hai tiện tịch một loại tầng lớp xs chỉ những người thân phận thấp hèn không thuộc sĩ nông công thương tiện tịch được truyền qua nhiều thế hệ không thể thay đổi ờ oản oản đối với việc này cũng thấy không có gì nếu nàng có lòng tự trọng mạnh mẽ đã sớm kết thúc ở chín kiếp trước rồi nói trắng ra là chỉ cần có thể sống muốn nàng làm gì cũng được huống chi nàng đã sớm nghĩ ra đối sách từ xưa tới nay, trong kỹ viện, phu nhân chính là nhất, chỉ cần nghe lời khiến bà hài lòng, tương lai cho dù nàng không thể bán đi, phu nhân cũng không làm khó nàng. Lại nói, nàng cũng có thể để dành chút vốn riêng, cho dù đến cuối đời không có người chăm nom săn sóc, cũng không lo đói chết. Nếu phu nhân còn có thể có vài phần thiện tâm, nàng còn có thể được chia ít tiền, đó chính là kết quả tốt nhất rồi này tử hộ bên kia đường là nơi nào vậy? oản oản chợt loạt soạt xoay người đứng lên xuống giường đến bên cửa sổ mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này trước khi đến căn phòng này nàng vẫn luôn ở tại trường phương trai là nơi nuôi dưỡng những kỹ nữ lúc còn là chim non mấy người chen chúc tại một chỗ còn có người trông giữ hoàn toàn không biết được cảnh vật xung quanh ra sao mà trước khi trở thành quan kỹ nàng vẫn là nhị cô nương của phủ vũ vệ tướng quân hơn nửa năm sống trong nơm nớp lo sợ sợ bị người nhìn ra sơ hở mình là người xuyên không đừng nói tới đi chơi ngay cả phụ thân cũng rất ít gặp qua nàng chỉ biết là đây là nơi xa hoa nổi tiếng vung tiền của đô thành có một cái tên thường gọi là phố hoa nơi đó à từ hộ đến cạnh Oản Oản, phóng mắt nhìn qua cạnh Lâm Hà viện là một con đường rộng lớn, mà nơi Oản Oản hỏi chính là nơi bên kia đường, phong cách kiến trúc đơn giản hơn. Ngược lại có vài phần phong lưu thanh nhã, hoàn toàn khác xa với tòa nhà bên này, nơi này của các nàng hiển nhiên là ám hương son phấn quá nặng. Là Nam viện, bên ngoài cũng gọi là Thượng Hoa viện. Tử hộ quay đầu liếc nhìn oản oản một cái, sợ oản oản tuổi còn nhỏ, không biết rõ, lại bổ sung thêm. Giống như nữ nhân đi tiếp khách, có cả nam nhân, ừm, cũng tiếp khách. Oản oản gật gật đầu, không hỏi lại, tất nhiên là nàng hiểu ý tử hộ, phố hoa dùng một con đường lớn ngăn cách, một bên là nam viện, một bên là nữ viện, nam viện thì trước đây nàng không biết. Nhưng, nữ viện thì trước đây đã nghe mama nói qua, tất cả kỹ lâu đều gọi chung là yên chi viện quả nhiên xã hội phân chia thật rõ ràng nữ kỹ nam quan không thiếu một cái nào thật là biết hưởng thụ buổi chiều trôi qua rất nhanh đối với việc nhảy múa oản oản coi như cũng hiểu biết một chút ít nhất nàng cũng đủ tư cách lão sư tựa hồ cũng thật hài lòng chỉ bảo nàng nên tự luyện tập một chút ba ngày sau lại đến phu nhân đối với lần này cũng có biểu hiện hài lòng thậm chí còn đặc biệt cho phép oản oản buổi tối có thể đi dạo chung quanh đương nhiên bên cạnh phải có tử hộ đi cùng kỳ thật oản oản cũng không hiểu biết nhiều lắm về tử hộ chỉ biết khoảng một tuần trước nữ tử này đột nhiên xuất hiện tại trường phương trai cách ăn mặc cho thấy là người chưa lấy chồng Đại khái hơn 20 tuổi cũng coi như gái lỡ thì, nói rõ là phu nhân sai đến hầu hạ nàng, liền giữ lại, rồi sau này cùng đến Lâm Hà viện và lại nàng với nàng ta thật sự không quen biết. Cùng lắm là nàng xem nàng ta là quản gia, cho là người giám thị thôi. Màn đêm buông xuống, trong lâu bắt đầu hoạt động, Lâm Hà viện không giống trường phương trai, nơi này đều là những nữ đào kép được sủng ái, khách không nhiều lắm, nhưng là một nơi rất tinh quý. Khen thưởng đều bằng kim đậu, vàng nhỏ như hạt đậu phộng, dạo một vòng cũng gom được non nửa vốc tay a. Oản Oản ở tại tầng 2, ngoài nàng ra còn có hồng bài cực kỳ có tiếng trong lâu, không dễ dàng đi tiếp khách, cho dù có tiếp khách cũng không có ít khách nhân là thuê một phòng ngủ riêng ít có khách là tới để ngủ lại chung phòng với cô nương, cũng trách hoàn hoàn không được may mắn, nàng mới dọn đến không lâu, gian cách vách liền có người ngủ lại mấy đêm, ẩm ý, khiến nàng ngủ không yên. Nhưng lại có một quý nhân ở địa phương qua đêm ở đây, liền xảy ra án mạng, đừng nói làm hại oản oản buổi tối không đi dạo được, ngay cả tầm hương lâu nổi tiếng này. Cũng không thể không ngừng kinh doanh ba ngày. chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com thật suối quầy. Lan phu nhân buông chén trà nhỏ trong tay, gương mặt xanh mét, giang ma ma sắc mặt cũng không tốt, muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào, đành phải cúi đầu thở dài. Oản oản ngồi quỳ ở bên dưới, thờ ơ xoay chén trà nhỏ trong tay, không nói một lời, xem nước trà trong chén như một đóa hoa vậy nhưng trong lòng chăm chuyển ngàn hồi nhớ lại đêm qua cũng khó trách tâm thần hoảng hốt phải biết rằng nàng quả thật đã tận mắt nhìn thấy máu tươi phun ra từ trong khe cửa cách vách còn có cả những dấu tay máu in trên tấm vách ngăn kia nữa giống y như trong những thước phim kinh dị vậy linh linh đâu lan phu nhân day day chán phiền não hỏi đang bị nhốt trong phòng chứa củi giang ma ma lúc này mới xem như là có chuyện để nói vội hỏi phu nhân có muốn gặp không gặp cái gì mà gặp còn ngại chưa đủ loạn sao lan phu nhân đập bàn chén trà nhỏ trên bàn hơi hơi nảy lên một chút oản oản cúi đầu càng thấp vậy nó có nói gì không lan phu nhân thở dốc một chút thoáng bình phục lại hỏi nói thì cũng có nói nhưng nói năng rất lộn xộn chỉ nói là có người tiến vào về phần là ai hoàn toàn nói không rõ ràng Giang ma ma lắc đầu, cô nương kia hiện tại giống như bị điên, vẫn luôn kêu la, khắp nơi là máu, có người muốn giết nàng, về phần là ai, nàng căn bản không nói rõ ràng, lúc này chỉ sợ đã điên thật rồi. Quan gia đến chưa, Lan phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi. Đến rồi, nghe nói, người chết chính là chủ bộ trong phủ thái úy, Giang ma ma liếc nhìn oản oản, kề sát tai Lan phu nhân nhỏ giọng nói may mắn may mắn, giàu gì cũng không phải là ông chủ lớn gì, quan gia nói như thế nào, Lan phu nhân vỗ vỗ ngực, vẻ mặt rõ ràng thả lòng hơn vừa rồi. Nói là, hung thủ không lưu lại dấu vết, sợ là, cũng khó nói có đúng là Linh Linh làm không? Giang ma ma thở dài, đã sớm nhìn ra, quan phủ hủ bại cũng không phải ngày một ngày hai, nếu là thường dân thì cũng tạm được đi, bỏ thêm vài nắm bạc, cũng có thể hồ đồ mà bỏ qua, nhưng đây là chủ bộ của phủ thái úy mặc dù ở đô thành này chỉ là một vị quan bé như hạt vừng thế nhưng lại đại biểu cho thể diện của phủ thái úy chuyện này xảy ra thế nào cũng phải khai báo rõ ràng bỏ đi dù sao phạm vi cũng không lớn oản oản không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt lan phu nhân không cần nghĩ cũng biết rất dữ tợn những nữ tử này một khi đã bước vào hố lửa cũng chính là mặc cho người trà đạp sỉ nhục mặc dù linh linh có thể kiếm ra bạc nhưng cũng không thể đánh đồng với tổn thất của tầm hương lâu được từ lúc chuyện kia phát sinh oản oản chỉ biết nữ tử có bộ dạng vài phần phô trương kia khẳng định sẽ không giữ lại được nữa nếu được xử trảm lập tức hành quyết cũng coi như sạch sẽ chỉ sợ nữ tử vô tội kia không may bị người nhà của chủ bộ kia oán hận, chết cũng không chết được như hình người, đại lao là một nơi bẩn thỉu như vậy, có rất nhiều thủ đoạn, huống chi là một nữ tử. Còn là một kỹ nữ ti tiện có tư sắc không tệ. Dù sao cũng đã biết nhau một thời gian. Giang ma ma không đành lòng nói. Bà cầm theo 10 lượng hối lộ cho họ, để con bé ra đi được thống khoái một chút. Si đi nghĩ lại, Lan phu nhân lấy từ trong bàn trang điểm ra 10 lượng bạc vụn, đưa cho Giang Ma Ma. Giang Ma Ma nhận bạc, đứng dậy khom người lui ra, đi làm việc. Mãi đến khi Giang Ma Ma rời đi, Oản Oản cũng không ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt đối diện khiến cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như bị kim đâm vậy. Oản Oản, lúc còn ở nhà, ngươi tên là gì? Bí Bảo Nhi lúc nàng mới xuyên tới nơi này chỉ biết gia tộc này là một dòng họ đặc biệt kỳ thực tên đầy đủ của nàng là bí ngải bảo nhưng vì phụ thân bị chém đầu gia tộc đã bị xóa tên bài danh danh hiệu ngải này của gia tộc đã không thể dùng nhưng thông qua cái tên của mình cũng có thể nhìn ra cha mẹ rất thương yêu nàng chỉ tiếc là nhân thế vô thường nàng vẫn rơi vào tình trạng này Bí Bảo Nhi vốn mất mẹ từ nhỏ hiện tại, phụ thân và mẫu thân, còn có cả Bảo Nhi thật, hẳn là được gặp nhau dưới hoàng tuyền rồi. Quả thật là nhất bảo. Oản oản cảm giác cầm bị người nâng lên, không dám dẫy ruộng, chỉ làm bộ hồn nhiên ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn lan phu nhân, đầy mũi đều là mùi hương hoa lan của bà ta. Phu nhân quá khen. Nàng biết ý phu nhân là khen nàng hôm qua bình tĩnh chấn định, kịp thời phái người đi báo với phu nhân, còn bảo vệ hiện trường, mặc dù nghe quan gia nói không tìm được manh mối gì. Nhưng dù sao cũng ít gây rối loạn, cũng khiến cho Lan phu nhân không lâm vào bị động. Ta biết ngay, người rất được lan phu nhân nhìn oản oản từ trên xuống vừa lòng cười nói bộ dạng xinh đẹp thông minh lanh lợi toàn thân khí phái bên trong lại tỏa ra một tia mị khí không nói nên lời chực chực oản oản chỉ đành phải làm bộ e lệ hơi cúi đầu trong lòng nàng lại hiểu rất rõ ràng linh linh là một cái cây mọc ra tiền bây giờ bỏ đi như vậy trong lòng phu nhân khẳng định là không cam lòng nói vậy vốn dĩ cái ngày treo quài bài, bảng tên, của mình lên có thể đẩy lui về sau một chút, trước mắt, cũng không thể rồi. Từ chỗ Lan phu nhân đi ra, oản oản mang theo tử hộ, vội vàng đi đến viện của mình, tử hộ khó hiểu, cũng không tiện hỏi nhiều, đành theo phía sau. Vừa bước lên lầu, còn chưa vào đến cửa phòng, oản oản liền gọi quất diệp bưng vào một chậu nước sạch, quất diệp lập tức cúi người đi oản oản vào phòng, mở rộng cửa sổ, ngồi quỳ trước bàn trang điểm, tấm gương đồng trên bàn nàng đã nhìn qua mấy lần, cũng không làm sao nhìn rõ được, bây giờ nhìn lại, vẫn mơ mơ hồ hồ, chỉ đoán được đại khái. Không khỏi thở dài, cô nương đây là, tử hộ ngồi quỳ một bên, không hiểu nói. Muốn suy nghĩ cẩn thận, nên làm gì sau này thôi, oản oản nhìn gương, sờ mặt mình nói. Cô nương, phải nhận mệnh tử hộ tựa hồ như hiểu sai, sợ oản oản làm ra việc gì ngốc nghếch vội vàng khuyên nhủ. Ha ha, ta đã sớm nhận mệnh từ lâu rồi. Oản oản cười khổ nói, lập tức đứng lên đến bên cửa sổ, bất luận là tới nơi nào, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ kia đều ấm áp mãi mãi không thay đổi. Cũng là thứ duy nhất và quen thuộc nhất mà nàng có thể tới gần trong chín kiếp làm người. Này, người buông công tử nhà ta ra dưới lầu một giọng nói của nam đồng đâm thẳng vào tay oản oản rồi theo sát sau đó là một tràng tiếng cười thô lỗ của vài đại nam nhân hình như cũng không có ít người thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện oản oản vốn định đóng cửa sổ không nhìn nhưng lại nghe thấy trong đám người có người kêu cái gì tiểu quan cái gì kỹ nữ không khỏi tò mò thêm vài phần lặng lẽ tựa vào bên cửa sổ ló đầu nhìn xuống chỉ thấy bên ngoài hàng rào sân viện nơi nàng ở, quả nhiên tụ tập vài đại hán, nhìn trang phục không giống người địa phương, hẳn là người hồ gần đây thường xuyên lui tới phố Hoa. Bọn người này hành vi thô lỗ, còn chưa khai hóa, không quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ gì gì đó, nghe các tỷ tỷ trong viện nói, nếu không phải đặc biệt thiếu tiền, họ cũng không muốn tiếp những người khách như vậy phu nhân cũng sợ ép buộc đả thương đến cây dụng tiền của bà ta giống như giá trị của bọn họ cũng chỉ có thể xứng với những cô nương loại hai nhìn lại xung quanh đám người hồ có vài hàng sạp nhỏ bị đánh nghiêng lật ngửa chủ quán nằm trên mặt đất không biết chết hay sống còn có vài người chắc là người bán hàng rong trốn ở một bên tò mò lại không dám tiến lên Đoạn đường này là khu thuộc phố Hoa, bình thường rất ít bày sạp hàng, chỉ có những người có cuộc sống thật sự quá gian nan, không chịu được nữa, mới có thể bỏ lòng tự tôn đến buôn bán trên đường. Ngày thường cũng được những tiểu nha đầu trong lâu ưa thích mà ghé mua. Các ngươi cút ngay, cút ngay, không biết những người hồ dưới lầu lầm bầm nói gì, mà nam đồng kia lập tức kích động hét ầm lên, oản oản nhìn đến phía trước đúng là có một tên người hồ một phen ôm nam đồng kia lên, mà bên cạnh nam đồng kia, oản oản ngây người, người nọ toàn thân y phục vàng tơ nhàn nhạt, bắt đầu từ trên bả vai. Từng phiến lá phong đỏ rực trồng chất lên nhau như đám mây dáng đỏ của buổi chiều tà, buông thẳng xuống phía dưới, lác đác chỗ thưa chỗ dày, y phục thật đẹp, chỉ là không nhìn rõ diện mạo mắt thấy gã người hồ kia muốn sờ lên đám lá phong màu đỏ kia đúng lúc quất diệp tiến vào trong tay bưng một chậu nước oản oản đầu óc nóng lên xoay người bưng chậu nước hướng ra ngoài cửa sổ hắt mạnh một cái nơi này là lầu hai bức tường vây cách lâm hà viện lại không xa lắm cả một chậu nước hắt ra ngoài mặc dù không thể trúng hết cũng có thể khiến cho bọn người hồ kia không được yên rồi Quả nhiên, đường lúc oản oản nhanh nhạy ngồi xổm xuống, chợt nghe ngoài cửa sổ, vài tiếng gào rú quái gở, xen lẫn với ngôn ngữ hồ cùng hán văn không trôi chảy, tràn đầy tức giận. Lại không tìm thấy ngọn nguồn. Không biết sao, oản oản ôm đầu gối, nghe tiếng kêu giống quái gở bên ngoài cửa sổ, rốt cục không nhịn được mà cười rộ lên, áp lực lúc nãy ở chỗ lan phu nhân trở thành hư không? Xem ra, con người phải làm chút chuyện xấu thì mới có thể giảm stress a à. Cô nương, thật là, Tử Hộ giờ khóc giờ cười nhìn Oản Oản, thấy Oản Oản thè lưỡi với nàng, Tử Hộ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay gọi Quất Diệp tới, kề vào lỗ tai dặn dò vài câu. Quất Diệp vội nhún người hành lễ rời đi. Chỉ một lát sau, dưới lầu truyền đến không ít tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nam đồng kêu cứu cùng với tiếng người hồ bất mãn, còn có tiếng hò hét của đám nam nhân xa lạ, nhưng mà dường như không nghe thấy giọng nói của người mặc y phục lá phong kia lên tiếng. Oản oản quả thật không kiềm nổi, ghé sát vào cửa sổ, len lén nhìn xuống, bỗng nhiên sắc mặt chấn động, một đôi mắt đen như mực, chăm chú nhìn nàng, viên ngọc đen toát ra ánh sáng lộng lẫy kia. Như những viên kim cương màu đen được gọt rũa, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng khiến cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, muốn nhìn, lại sợ là không tôn trọng, không nhìn lại tiếc nuối cô nương, mọi người đều đi rồi. Trên vai truyền đến cảm xúc ấm áp, oản oản giật mình một cái, hoàn hồn lại, lúc này mới nhìn lại, phát hiện dưới lầu thật sự không còn một ai, đừng nói thiếu niên phong diệp. Ngay cả nam đồng kia cũng không thấy. Phù thả lỏng thần kinh, oản oản đặt mông ngồi xuống đất, thở hồn hển ngượng ngùng nói. Cảm ơn, không dám, tử hộ hành lễ cười nói nhưng mà bức tường vây cách cửa sổ của các cô nương quá gần cũng không tiện cho bọn hộ viện tuần tra khó trách đêm qua xảy ra chuyện chuyện này phải nói với phu nhân mới được ừ oản oản không yên lòng gật đầu không biết vì sao nàng lại nghĩ tới đôi mắt kia không khỏi nói bưng lại cho ta một chậu nước khác đi tử hộ cười cười lại gọi đào diệp đến ra ngoài lấy nước tâm tình không yên oản oản đứng ở nơi khuất ánh sáng nhìn chậu nước trên bàn ở một mức độ nào đó mặt nước so với gương đồng càng đáng tin hơn chỉ là lúc trước nàng không nghĩ ra hơn nữa gương đồng nhìn không rõ ràng cho nên nàng căn bản không hề lo lắng đến diện mạo bản thân nhưng bây giờ thì khác nàng sẽ bắt đầu tiếp khách nàng muốn một lần nữa nắm trong tay tất cả mọi thứ của bản thân thông qua diện mạo sẽ phân tích một con đường thích hợp với nàng có thể là ngây thơ thuần khiết hoặc quyến rũ động lòng người hoặc là nhanh nhẹn rảo hoạt hoặc là cao ngạo thanh nhã tất cả được quyết định bởi tướng mạo của nàng xinh xắn được rồi kỳ thực đối với dung mạo hiện tại của nàng chỉ có thể dùng từ này để khái quát không phải kiều diễm không phải thanh trong cũng không đẹp đến kinh tâm động phách cũng không có điểm đặc biệt thú vị gì khác. Nàng có thể khiến cho người ta liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, đều bắt nguồn từ nét đẹp tinh xảo này của nàng, dáng mạo trong suốt như pha lê. Khiến cho nàng cũng không dám tin tưởng bản thân mình còn có lúc thuần khiết như vậy. Thuần như tiết, khiết như băng, hoàn toàn không có một tia tạp chất. Vốn con đường nàng vẫn luôn đi là xinh đẹp, quyến rũ, này điều này làm cho nàng có vài phần luống cuống, nàng thậm chí không biết nên điều khiển như thế nào, cô nương băng thanh ngọc khiết như vậy. Rất làm cho người ta không thể khinh nhờn bất kính, làm sao mới câu dẫn được nam nhân. Nhưng mà cùng lúc đó, nàng cũng chú ý tới một điều, mặc dù thân thể vẫn là cũ, nhưng linh hồn đã thay đổi thành một người khác, nếu vẫn là bí bảo nhi thật sự, chỉ sợ đúng thật là trước sau như một cô nương như vậy thật sự rất thích hợp sẽ chết vì trinh tiết khiến người khác tan nát cõi lòng nhưng nàng thì khác nàng đã làm công việc phục vụ nhiều kiếp như vậy trái tim đã sớm đen ngòm linh hồn đã sớm đục ngầu không rõ cho nên chỉ cần trong lúc nàng lơ đãng đôi mắt luôn lộ ra một dòng yêu khí cùng với sự thành thục lả lơi của một người phụ nữ những điều này lại hoàn toàn trái ngược với khối thân thể này vô cùng đối lập oản oản cảm thấy bản thân không bị xem là yêu quái bị đem đi hỏa thiêu đã là may mắn mấy đời rồi vậy phải làm sao bây giờ rõ ràng là linh hồn có kinh nghiệm cuộc sống nhưng cơ thể vẫn là một chú chim non trong sạch a à. oản oản trầm mặc chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tốt lắm tay phải cao tới đây một chút cổ tay trái thả lỏng nâng chỉ kiều thật yêu thích nữ học trò trước mắt này làm việc nghiêm túc lại sáng dạ tuy rằng từng có thân phận tôn quý nhưng cư xử với người ngoài luôn luôn ôn hòa nhã nhặn mặc dù lưu lạc phong trần cũng không tự than thân trách phận ngược lại còn dũng cảm đối mặt với cuộc sống hiểu được phải nắm chắc cơ hội trong tay xem ra nhà đầu này quyết định đi ra từ trong hoàn cảnh này để có được kết quả tốt nhất được rồi hôm nay tập đến đây thôi Vỗ vỗ tay, chỉ kiều cười nói, Quất Diệp ở bên cạnh nhanh trí bưng chén trà nóng lên. Đa Tạ Kiều sư phụ dạy bảo, oản oản xoay người dừng lại, ôn nhu thi lễ cung kính nói. "Được rồi, được rồi, biết ngươi là đứa nhỏ hay đa lễ. Ta cũng không phải là người ngoài, cũng là người quen biết với Tử Hộ, nàng hiện tại đang hầu hạ ngươi, sau này, ngoài trừ lúc giảng dạy, lúc khác cũng có thể lui tới thường xuyên." nhấp một ngụm trà, chỉ kiều quay đầu nhìn về phía tử hộ, cười cười gật đầu, tử hộ nhìn, cũng không khỏi biểu lộ vài phần vui vẻ. Đó cũng không giống nhau, dậy là dậy, qua lại là qua lại, ngày thường thì có thể tùy ý một chút, nhưng lúc dậy dỗ là phải tôn sư trọng đạo. Đón lấy khăn tay từ đào diệp, lau lau cái chán đẫm mồ hôi, oản oản nghịch ngợm cười nói. Ngươi xem nàng kiệt, thật sự là, chỉ kiều bị nàng đùa vui một chút, một tay kéo tử hộ qua nói. Nhanh đưa nàng ta cho Lan phu nhân đi, ta chịu không nổi cái miệng lưỡi dẻo quẹo này rồi. Đây cũng do chỉ kiều tỷ tỷ triều thành quen đó, huống chi cô nương nhà ta cũng đâu có nói sai. Tử hộ che miệng, vừa dứt lời, chợt thấy ngoài cửa có một đứa bé trai, ánh mắt không khỏi ái muội nói chỉ sợ trước tiên chúng ta phải đem trả chỉ kiều tỷ tỷ lại cho tỷ phu rồi mới có thể đi gặp phu nhân thôi. Oản oản tất nhiên cũng nhìn thấy đứa bé kia ở ngoài cửa, cũng khẽ cười theo đáp lời, khiến cho chỉ kiều phải đỏ mặt. Hai con quỷ tinh danh này, cẩn thận miệng của các ngươi. Chỉ kiều xấu hổ, hay gò má nóng lên, nhanh chân bước ra ngoài cửa, nói vài câu với đứa bé kia, rồi đi theo, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại khiến cho tử hộ và oản oản bật cười tử hộ bất quá cũng chỉ đùa một chút mặc dù chỉ kiều là vũ sư của oản oản nhưng dù sao oản oản cũng còn chưa treo quải bài lên cũng không biết lan phu nhân sẽ an bài thế nào tất nhiên sẽ không để cho nàng gặp khách nam sau quải bài khi bảng tên được treo lên tức là đã chính thức hành nghề Oản Oản bảo Quất Diệp đi lấy nước, lại đi ra phía sau bình phong bên cạnh thay quần áo, rồi đi theo tử hộ đến chỗ Lan Phu Nhân, nàng đã học vũ đạo được hai tháng. Tuy rằng không thể cùng so sánh với vũ cơ trong lâu, nhưng đối với bà chủ chuyên buôn bán thịt như bà ta mà nói, thắng ở sự mới lạ, không cần múa đẹp, chỉ cần có thể câu dẫn nam nhân là được đi ngang qua nhị môn, oản oản tùy ý nhìn lướt qua quả nhiên không thấy bóng dáng chỉ kiều, nghĩ đến chỉ kiều cũng coi như là người có chuyện xưa ở trong lâu, tuổi vừa mới 25. Thời trẻ là vũ cơ trong lâu, có thân phận nô tịch bởi vì kỹ thuật múa tuyệt đẹp, dáng người uyển chuyển, có một đoạn thời gian cũng là một nhân vật được nhiệt liệt tán dương trong lâu. Thậm chí đã có một lần đến vương phủ hiến vũ nàng có thân phận nô tịch là nữ tử có thể chuộc ra, cũng không biết vì sao, lại kéo dài tới năm 20 tuổi vẫn chưa ra lâu, cũng không được vương phủ thu nhận. Cũng không gả vào nhà quan lại phú thương. Nơi này chính là như thế, đóa hoa quý một khi đã vuột mất, sự hoan nghênh cuồng nhiệt trong lâu kia cũng sẽ theo đó mà giảm xuống, nhưng trong lúc nàng bị người đem ra làm trò cười mỉa mai nàng lại có thể lẳng lặng mà được người chuộc ra, còn trở thành chính thê, làm không ít người giật mình đến rớt cằm. Nghe tử hộ nói, hôn phu của chỉ kiều cũng không phải nhân vật lớn gì, thậm chí còn bị tàn tật, nghe nói trước đây cũng là thiếu gia nhà quan, nhưng vì trong nhà phạm tội, cả nhà hoặc bị lưu đày hoặc bị bán làm nô tỳ vì hắn còn nhỏ tuổi, diện mạo lại tuấn tú, lại có tài đánh đàn, liền được thượng hoa viện cũng chính là nam viện chọn chúng, trải qua vài năm chịu khổ. Không biết như thế nào lại thoát được nô tịch, trở thành cầm sư của thượng hoa viện. Về phần hai người quen biết ra sao, mến nhau như thế nào, oản oản không biết, nhưng cũng cực kỳ hâm mộ, nếu như nàng cũng có thân phận nô tịch thì tốt rồi, mặc dù không có người ái mộ chỉ cần đợi tới lúc trong tay có đủ tiền, thì có thể tự chuộc thân, nếu được như vậy thì cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ, đáng tiếc. Phu nhân chờ cô nương đã lâu, hôm nay cô nương vậy mà đến muộn. Tuy nói thế, nhưng trên mặt Giang Ma Ma không nhìn ra một tia bất mãn nào, ngược lại sắc mặt còn vui mừng. Oản oản cùng tử hộ liếc nhìn nhau, bèn cùng tiến vào. Hai người đến rồi hôm nay làm sao lại muộn như thế, làn phu nhân tâm tình rất tốt quay đầu cười nói, trên bàn nhỏ trước mặt bà bày đầy vải vóc trên đất cũng không ít, oản oản trong lòng run lên. Xin thỉnh an phu nhân, hôm nay tử hộ được cho vào cửa, hai người đều hành lễ, ngồi quỳ một bên, vẻ mặt nghi hoặc. Mau, ma ma đến giúp ta nhìn xem, ngươi thấy oản nha đầu mặc màu nào mới đẹp. Ta cảm thấy, làn da của nàng trắng như vậy, mặc xanh nhạt được không? Màu phấn hồng cũng được." Làn phu nhân hăng hái kéo Giang Ma Ma qua, lựa chọn màu vải, ngay cả việc học oản oản cũng không kiểm tra. Khác thường như vậy, oản oản vụng trộm nắm chặt tay, tuy rằng còn cách sinh nhật 15 tuổi của nàng không lâu, dù sao cũng chưa đến mà, nhưng tình huống trước mắt này, hay là "Phu nhân không thể chờ được nữa." cũng đúng, từ khi không còn linh linh, việc làm ăn ở trong lâu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa còn xảy ra chuyện có người chết, một loạt vấn đề như vậy, sắc mặt phu nhân cũng không tốt được. Phu nhân đây là, còn chưa đến lập thu, phu nhân đã chuẩn bị quần áo cho cô nương chúng ta rồi sao, tử hộ cho oản oản một ánh mắt trấn an, cười đùa nói với Lan phu nhân. A, à, xem kìa, mới có bao nhiêu ngày a à, mà Tử Hộ đã bắt đầu vì cô nương nhà ngươi mà vơ vét đồ đạc của ta rồi." Lan phu nhân không nén được nụ cười, giả vờ oán trách nói. "Nha, đó là Tử Hộ không phải, nhưng Tử Hộ cũng biết đây chính là phu nhân Cam Tâm Tình nguyện nha phu nhân vậy mà là người hiểu rõ nhất cô nương của chúng ta, bằng không Tử Hộ nào dám nói." tử hộ thuận thế tiếp lời cũng tiến lên nhìn thử mấy tấm vải, ai nói thật cô nương của chúng ta thật sự là mặc cái gì cũng đều đẹp cả ma ma người xem người xem đây là muốn dọn sạch đồ của ta a à. lan phu nhân cười càng lợi hại hơn giang ma ma vỗ vỗ lưng bà nói đùa không phải cả tử hộ cũng nhìn thấu tâm tư phu nhân sao cũng không trách được người khác các ngươi a à, các ngươi Lan phu nhân vừa cười, vừa nhìn sang oản oản, oản oản vội giả vờ thẹn thùng, lúc này nàng cái gì cũng không tham gia mới là ổn thỏa nhất. Thôi thôi, ôi chao, nếu không thành thật nói với các ngươi, sợ là tử hộ quả thật muốn cướp sạch nơi này của ta không còn một mống a. À. Lan phu nhân từ từ chấn định lại, nhận lấy chén trà từ giang ma ma, uống vào mấy hớp, lại không cầm được mà nhếch khóe miệng nói. Năm ngày sau, là một ngày tốt, vốn dĩ là tháng sau mới mở chợ hoa, nhưng năm nay dường như mùa hạ không kéo dài, tiết trời cũng mát sớm. Cho nên phố hoa chúng ta liền chuẩn bị mở chợ hoa trước thời gian một tháng, cũng náo nhiệt một chút. Oản oản còn chưa hiểu rõ, tử hộ đã nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đây thật đúng là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể hưởng chút vẻ vang, chơi đùa vui vẻ một chút rồi đúng vậy, huống chi, năm nay là năm đầu tiên oản nha đầu tại phố hoa, lại gặp đúng dịp chợ hoa, phải thật vui vẻ mới được, tử hộ lại đây, ánh mắt ngươi tốt nhất, giúp ta nhìn một cái, màu nào thì được. Làn phù nhân thân thiện kéo tử hộ qua, mấy người cùng chọn lựa, mặc dù oản oản không rõ có cái gì mà cao hứng đến vậy, nhưng thấy tử hộ vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường, cũng thoáng yên tâm. Bèn suy nghĩ đến cách ăn mặc trang điểm cho mình. Đầu tiên, thân thể này của nàng tinh tế tinh khiết, mặc dù linh hồn của nàng yêu khí rất nặng, cũng không gây trở ngại gì nàng có thể che lấp một hai, đợi đến khi nàng qua 15 tuổi. Thân thể cũng sẽ nảy nở trổ mã, đến lúc đó, mặc sức mà tỏa yêu khí, người khác cũng chỉ nghĩ là trở thành phụ nhân có phong tình cho nên, vì không để người ta thấy nàng kỳ quái, nên tận lực ít mặc những y phục diễm lệ, nếu không phải vì thân phận nô tịch và tiện tịch không xứng mặc đồ trắng. Nàng cảm thấy thân thể này mặc đồ trắng thích hợp hơn. Dù sao, không có được thứ tốt nhất, đành phải chọn thứ kém hơn thôi, y phục màu nhạt cũng không tệ, chẳng qua thì màu đỏ gây chói mắt, màu vàng thì quá non nớt, những gam màu lạnh như lục nhạt. Lam nhạt và màu tím nhạt mới là lựa chọn tốt nhất quả nhiên cuối cùng chọn tới chọn lui lan phu nhân quyết định chọn màu tím nhạt lại gọi tiểu nha đầu tới căn dặn vài điểm quan trọng trong kiểu dáng rồi bảo nàng đưa đến chỗ tú nương về phần trang sức phối hợp lan phu nhân cũng không gấp muốn chuẩn bị ngày mai tìm trưởng quầy của chân lung các bàn bạc một chút sau đó, bọn họ tán gẫu vài câu về việc học của Oản Oản, rồi cho nàng trở về, lại dặn dò nàng trước lúc mở chợ hoa, phải bảo dưỡng chăm sóc làn da thật tốt, ngoại trừ thư pháp. Tất cả lịch học khác đều tạm ngưng, mang theo tử hộ đi ra, Oản Oản liền khẩn cấp hỏi một chút tử hộ cảm thấy có vài phần kỳ quái, nhưng lại nhớ đến thân phận của Oản Oản, cho là bởi vì phủ Vũ vệ tướng quân gia giáo rất nghiêm có lẽ rất ít khi xuất môn bèn giải thích với nàng hàng năm vừa qua mùa hạ ngay lúc trời vào lập thu là lúc khai trương chợ hoa khi đó khí hậu tốt nhất không nóng không lạnh mà địa điểm của chợ hoa là ở con phố lớn phía sau viện của cô nương bất đồng duy nhất là trong ngày thường con đường lớn này được hai viện của chúng ta sử dụng nhưng đến ngày tổ chức chợ hoa cửa lầu hai bên đường sẽ được mở ra người ngoài bất kể là nam nữ già trẻ đều có thể dạo phố đến lúc đó hoa đăng sạp nhỏ người đi dạo đầy đường lóa cả mắt đương nhiên còn có siếc ảo thuật với cả gánh hát dựng lều lộ thiên biểu diễn cực kỳ náo nhiệt vũ cơ người hồ gì đó cũng thấy ở khắp nơi vậy vậy tại sao phải trưng diện tỉ mỉ như vậy Oản Oản cảm thấy không hiểu, không phải chỉ là đi dạo chợ đêm sao, huống chi không phải dân chúng đều khinh bỉ các nàng là nữ tử thanh lâu sao, vậy tại sao các nàng còn phải ra ngoài xuất đầu lộ diện? Khiến cho dân tình không thoải mái. Nếu cô nương muốn âm thầm đi dạo một vòng thì phải khiêm tốn một chút, chỉ là ngày chợ hoa, phàm là những mỹ nhân của các lâu các viện, bất luận nam nữ đều phải ở trung tâm chợ Hoa Vọng Xuân Lâu lộ diện khoe sắc, cũng để cho mọi người biết, các cô nương của lâu mình, trói lọi như thế nào, sắc nước hương trời ra sao, tử hộ cười nói. Nhưng không phải đều là thường dân bánh tính thôi sao? Oản hoàn có chút lo lắng, đừng đến lúc đó bị người khác dùng đồ này nọ ném, lúc đó mới mất mặt ha ha, cô nương lo lắng nhiều rồi, nước thần của chúng ta bất luận già trẻ đều yêu thích mỹ nhân, ngày đặc biệt như vậy, mặc dù trong tay không có tiền, nhưng cũng có thể ngắm nhìn vô số mỹ nhân. Huống chi những vị quan to quyền quý, nếu chọn chúng ai, cũng có thể thương lượng với phu nhân hoặc đại gia của các lâu các viện, tính toán về sau, về sau cái gì, tử hộ úp úp mở mở, oản oản nghe cũng hiểu. Đó chẳng qua chỉ là hội trợ giới thiệu sản phẩm mà thôi, là ngựa chết hay là lừa chết, mọi người đi dạo ra giá so sánh, nếu vị nào thấy hợp khẩu vị, việc đó đẩy mạnh tiêu thụ không thể tốt hơn rồi. chương 5, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Cách ngày mở cửa chợ Hoa còn có 5 ngày, tuy rằng thời gian cấp bách nhưng nghe nói nửa tháng trước, nơi phố Hoa này đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị nghĩ đến hẳn là có người đã sớm tìm đến quan thái thường tự, sao, rồi, mà người này, như thế nào đều khiến cho oản oản cảm thấy có bóng dáng của Lan Phu Nhân. Nhiệt độ thay đổi, kỳ thực sớm một tháng hay trễ một tháng cũng không khác nhau gì mấy, nhưng nếu người đi tìm quan thái thường tự nói vài câu lập lờ lấp lửng, vậy bất kể là quan phủ hoặc là thương hộ, đều phải xem trọng rồi, sao thái thường tự là cơ quan hành tránh cao nhất trưởng quản ban lễ nhạc trong XS phong kiến, đời tần gọi là Phụng Thường đến thời Hán đổi tên thành Thái Thường Tự. Oản Oản cũng hiểu rõ, chợ hoa lần này chẳng những là cơ hội để Lan Phu Nhân vực dậy tầm hương các. Mà cũng là nhân tố quyết định bản thân nàng ngày sau có thể trở thành người, chạm tay có thể bỏng, hay không, giá trị có thể tăng gấp bội hay không. Dù sao sinh nhật 15 tuổi của nàng sẽ đến không lâu sau đó cô nương, phu nhân vừa mới cho người đưa tới, vừa vặn có thể phối hợp với bộ y phục mới kia. Tử hộ dẫn theo quất diệp đi đến, oản oản dương mắt lên, trong tay quất diệp quả nhiên đang cầm một cái hộp gỗ. Từ ngày Lan phu nhân giúp nàng chọn vải may y phục, đột nhiên giống như là đem nàng để ở trong lòng vậy, ngoại trừ y phục phải mặc vào ngày lễ chợ hoa, liên tiếp mấy ngày. Lan phu nhân còn đưa tới mấy bộ đã may sẵn cùng với các loại trang sức phối hợp xem ra lan phu nhân tựa hồ là muốn mượn ngọn gió xuân chợ hoa nâng nàng lên vị trí của linh linh để đó đi oản oản cũng không buồn nhúc nhích lấy một cái cố gắng muốn nhìn rõ mình trong gương nàng không thể hiểu được gương đồng mờ như vậy các nữ nhân nơi này làm sao mà vẽ được một đường lông mày nhỏ nhắn đây thậm chí còn có người vì theo đuổi dạng lông mày nhỏ nhắn mà đã cạo sạch lông mày một lần nữa vẽ lên lại Cô nương tỉa mày, tại sao không gọi ta Tử Hộ phất phất tay, Quất Diệp rất biết ý đặt hộp gỗ lên sạp rồi lui ra ngoài. "Không cần." Oản Oản nghiêng người tránh khỏi bàn tay của Tử Hộ vươn tới, cười nói, "Ta là người có tính tình cổ quái, không thích dạng lông mày một đường đang lưu hành hiện nay, chỉ cần không có lông dư ra là được rồi." Tử Hộ thu tay, cũng cười, tiếp theo lại nhìn từ trên xuống dưới phần lông mày mà Oản Oản đã sửa, không khỏi thở dài cô nương thật sự là trang điểm ra sao cũng thấy đẹp mắt đôi mày lá liễu này mặc dù không tân trang nhiều lắm nhưng cũng không tìm ra khuyết điểm oản oản hơi nhếch môi thu hồi giao tiền lông mày cũng không đáp lời mặc dù con người nơi này lưu hành lông mày một đường nhỏ nhắn nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sửa mi như vậy ít nhất chủ cũ của khối thân thể này sẽ không phải là người theo đuổi thời thượng có đôi khi thích hợp với mình mới là đẹp nhất Đương nhiên phán đoán suy luận này về sau cũng phải tùy thuộc vào kiểm nghiệm trên người những nam nhân kia, nếu như thẩm mỹ của đám ông chủ giàu có kia cũng đặc biệt như vậy. Nàng cũng có thể quyết tâm thay đổi để làm hài lòng họ, nàng quả thật người rất thức thời, không phải sao? Cô nương, bắt đầu từ tối nay phải chuẩn bị ngâm thuốc nước rồi. Tử hộ lại gần, quỳ gối lên sạp, cẩn thận bày quần áo cho oản oản quy củ của nơi này, các cô nương từng thời từng khắc đều phải thể hiện tư thái hoàn mỹ nhất, cũng chính vì như thế, bên cạnh mỗi vị cô nương có giá trị xa xỉ, nô tỳ luôn là mệt nhất, nhưng ngược lại. Tiền lương hàng tháng cũng là cao nhất. Phu nhân có nói chợ hoa năm ngày sau, ta cần phải làm gì không, thuận tay cầm lấy chiếc hộp gỗ trên sạp, oản oản thuận miệng hỏi cô nương chỉ cần đi đến đó là được, còn lại không cần lo lắng, tử hộ đầu tiên là nghi ngờ liếc nhìn oản oản một cái, sau bèn cho rằng nàng đang lo lắng liền an ủi. Không cần biểu diễn tài nghệ linh tinh sao? Oản oản hơi mở to hai mắt nhìn, nàng cho rằng chợ hoa chính là một cái sân khấu trào hàng, mỗi mỹ nhân phô diễn bản lĩnh của mình để hấp dẫn ánh mắt nhằm có thể thu hút càng nhiều khách hơn. Cô nương của chúng ta học múa học ca cũng không phải là để cho đám tục nhân này xem." Tử Hộ cười lắc đầu, quả nhiên là tiểu thư thế gia vọng tộc, chuyện của phố hoa, đoán chừng trước đây đều cho là lời truyền miệng. Oản Oản trầm mặc, suy nghĩ này và kinh nghiệm từng trải của nàng là có xuất xứ, không nói ở hiện đại đã từng đọc không ít tiểu thuyết không đáng tin nữ chính phong tào quyến rũ trong thanh lâu, vừa múa vừa hát, làm chấn kinh biết bao vương gia hoàng tử, mà nói đến bảy kiếp trước của nàng, người nào đi ra để bán. Không phải liều mạng biểu hiện bản thân, thì cũng là tâng bốc bản thân, đám ma ma tú bà hận không thể khiến cho nam nhân khắp thiên hạ đều có thể thấy được điểm sáng trên người các cô nương. Vậy coi như cũng đếm bạc không hết. Vậy chúng ta chỉ đứng đấy, oản oản mờ mịt, không thể giống như cái cọc gỗ, cũng không phải là triển lãm trang phục." Phi Tử hộ thấy bộ dạng ngây thơ của Oản Oản, không nhịn được cười nói. "Cô nương quả nhiên thật hồn nhiên đáng yêu, trên chợ hoa tuy rằng không cần cô nương lên đài hiến nghệ, nhưng còn có vũ cơ và các cô nương của những lâu khác." Oản Oản hiếm khi được nghe từ miệng Tử Hộ ý tứ hàm xúc khinh bỉ, vội hỏi: ngoại trừ lâu chúng ta các lâu khác đều phải hiến nghệ sao sao có thể chứ những lâu có chút tiếng tăm đều sẽ không đi lên hiến nghệ cũng chỉ có những tiểu viện ở phố hoa để câu được nhiều khách mới khẩn cấp như vậy lại không biết làm như vậy sẽ gây tổn thất những cô nương xinh đẹp sẽ bị hạ giá tử hộ dịu dàng vuốt ve mái tóc oản oản giải thích cô nương phải nhớ kỹ, mặc dù đã vào thanh lâu, cũng nhất định phải tự tôn tự ái, chỉ khi mình xem trọng bản thân, thì người khác mới có thể để mình ở trong lòng. Sững sờ một lúc lâu, oản oản quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thái dương vẫn trói mắt như vậy, chiếu lên làm mắt ẩm ướt, ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi, oản oản day day huyệt thái dương nằm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ chân trời chỉ còn hiện lên ánh sáng mờ nhạt bên tai đã không còn tiếng tranh cãi ẩm ĩ náo động khi nãy mọi thứ dường như đều yên tĩnh nhưng nàng vẫn không ngủ được oản oản hít một hơi thật sâu hàng mi thật dài hơi cong rung động hai cái nhìn mảnh sân nhỏ như đang say ngủ ngoài cửa sổ đầu óc nhất thời trống rỗng mấy ngày nay con đường trước cửa sổ nàng quả thật rất bận rộn lắp khung dựng biển đã treo lụa đỏ lên còn có không ít tiểu quan lại giống như nhân viên giữ trật tự đô thị của kiếp trước thay ca tuần tra ồn ào mãi đến hôm nay mới xem như là hoàn tất xong xuôi chỉ còn chờ đêm mai chợ hoa khai trương chợ hoa không những có tính đặc thù đối với những người làm công việc phục vụ như các nàng mà còn có sức hấp dẫn không nhỏ ngay cả ngày bình thường con phố hoa này căn bản một đại cô nương hay nàng dâu nhỏ cũng không có, mấy ngày nay dựng đài sân khấu, cư nhiên cũng xuất hiện lác đác vài người có lá gan lớn. Kỳ thực hiện nay, phong tục của dân chúng nước thần coi như cũng cởi mở, thậm chí có vài nữ tử ra ngoài cũng không cần che che giấu giấu, chỉ cần có vài người đồng hành, nhà giàu thì đi cùng với nha đầu. Hộ vệ gì đó cũng không có người nói gì nhưng con nhà tử tế mà đi đến phố hoa thật đúng là hiếm thấy, cũng bởi vì gần tới ngày khai trương chợ hoa, thế nhân mới có thể khoan dung một chút, mỗi năm một lần ở nước thần. Đây cũng là cơ hội duy nhất để những thiếu nữ và nàng dâu kia có thể nhìn trộm kỹ nữ thanh lâu một tẹo oản oản chậm rãi bò ra từ trong ổ chăn, gần lập thu, trời vẫn nóng bức vì ở phía bắc nên ban đêm coi như cũng mát mẻ, cho nên nàng đơn giản chỉ mặc áo đơn, để chân trần, bước xuống giường đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa sổ ra, nửa thân mình tựa vào bên cửa sổ, dõi theo nơi xa xa dần dần khuất trong bóng tối, nghĩ đến tối mai. Trong lòng cũng dâng lên một chút mong chờ không rõ, công tử công tử, bỗng nhiên, một giọng nói của trẻ em đè nén lại, truyền đến từ xa xa, oản oản giật mình một cái, vốn định đóng cửa sổ lại lảng tránh. Lại không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến lại khẽ hướng ra bên ngoài tìm kiếm. Nào biết vừa ló đầu ra, lại chạm phải một đôi con người trong suốt lấp lánh như ánh sao người nọ đang đứng ở đầu đường cách lâm hà viện không xa trong tay cầm đèn lồng đủ màu tám cạnh cây đèn kia mỗi một mặt đều có một màu khác nhau có hoa cỏ có hình nhân màu sắc sáng rõ bị ánh nến từ trong đèn chiếu lên khuôn mặt của người nọ tỏa ra vầng sáng rực rỡ oản oản hít vào một ngụm khí lạnh nàng chưa bao giờ từng thấy một người xinh đẹp như vậy nếu không phải lúc này hắn đang mặc y phục của thiếu niên lại mang theo vài phần anh khí của nam tử hơn nữa nàng đã có mấy đời từng trải, thì thậm chí nàng còn tưởng rằng, vị kia có khả năng là một thiếu nữ phẫn nam trang, còn là một thiếu nữ tuyệt sắc, diễm quang bắn ra từ phía. Kia hàng lông mày rậm không chút thô kệch kia sống mũi thẳng đẹp đẽ tinh xảo, và cả kia cánh môi xinh đẹp ướt át như hoa cánh hoa đẫm xương, càng không cần nói đến làn da khi xương tái tiết kia, sao? cùng với đôi mắt khiến cho oản oản phải run lên từng hồi lúc này dưới ánh đèn tươi sáng rực rỡ một vùng nơi đó tỏa ra ánh mờ mờ ảo ảo sau khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết ý chỉ làn da còn trắng mịn hơn hạt xương bông tuyết mỹ nhân đúng là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành oản oản nhịn không được thầm tán thưởng hắn xinh đẹp rực rỡ cũng không phải kiểu xinh đẹp tục khí như oản oản của kiếp trước, hắn xinh đẹp quyến rũ, cũng không giống như loại lẳng lơ của các cô nương trong lâu. Cho tới bây giờ nàng mới biết, cư nhiên trên đời này lại có một thiếu niên xinh đẹp như loài hoa anh túc đỏ. Kiều diễm, tuyệt mị, có một loại hấp dẫn đến chết người như thế đè lại lồng ngực đập rộn ràng, oản oản hoảng loạn muốn quay đầu đi, thấy thiếu niên kia đã chậm chậm đi tới, vầng sáng của cây đèn màu kia đong đưa qua lại. Chiếu lên y phục màu xanh lục của thiếu niên kia, mà khóm trúc xanh trên y phục màu xanh lục kia không biết được thêu bằng chất liệu gì, hiện lên ánh xanh mờ nhạt lan tan oản oản tự biết không thể tiếp tục như vậy nữa nàng biết rõ ràng bản thân chỉ bị bộ dáng của thiếu niên hấp dẫn chứ không phải sinh ra tình ý gì bây giờ nàng chỉ cần tỏ ra dường như không có việc gì đóng cửa sổ lại cách ly được người nọ ở bên ngoài hai người sẽ lại như lúc trước trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp nhau nhưng cố tình không biết vì sao cánh tay cầm xong cửa sổ của oản oản lại cứng đờ như vậy mắt thấy người nọ đã đi đến bức tường vây ngoài viện ngửa đầu đối diện với nàng oản oản cảm thấy tim như muốn ngừng đập hay gò má nóng hừng hực trong đầu giống như bị rút sạch dưỡng khí vậy từng trận choáng váng thiếu niên kia dương mắt nhìn nàng nhưng không nói lời nào ngay tại lúc oản oản cảm thấy thời gian như ngừng trôi hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về đầu ngõ đối diện rồi sau đó nở một nụ cười yếu ớt không rõ ràng mới gật đầu với oản oản một cái rồi xoay người rời đi chỉ chốc lát sau một nam đồng từ đằng xa xa chạy tới đuổi theo thiếu niên kia miệng còn lẩm bẩm không ngừng thiếu niên kia cũng không lên tiếng chỉ thoáng dừng lại đợi nam đồng đuổi kịp liền giơ tay sờ sờ đỉnh đầu nam đồng rồi sau đó hai người một trước một sau biến mất trong tầm mắt oản oản Mãi cho đến khi người hoàn toàn biến mất, Oản Oản mới từng ngụm từng ngụm hút không khí, nàng cũng không biết mình bị làm sao, tuy rằng trước kia chưa thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhưng không đến mức khiến cho nàng một bà già không có hứng thú gì với nam sắc lại động tâm mãi không thôi, hay là Oản Oản sờ lên ngực mình, khối thân thể này cũng không phải là của nàng. Nghĩ vậy, một trận gió lạnh sau lưng oản oản giật mình một cái, luống cuống đóng cửa sổ lại, sau đó thành thành thật thật chui vào ổ chăn, lại miên man suy nghĩ một trận. Rồi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.